Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Eden Roadmaster Elite Limited Edition 2009 có mức giá gần 1 tỷ đồng. Với những nét vẽ là hoàn thiện bằng tay, được tạo một cái điểm nhấn bằng một huy hiệu vàng 24 carat chính hãng. Cái mẫu xe Eden Roadmaster Elite 2009 hiện nay đang được sở hữu đầy đủ những tiện ích được mong đợi nhất trên một cái mẫu xe mô tô touring hiện đại, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn với phong cách là cổ điển đặc trưng của các dòng xe Eden Motorcycle. Và giá của Eden Roadmaster Elite 2009 rơi vào khoảng 37.000 USD, tương đương là hơn 858 triệu Việt Nam đồng. Mang trên mình động cơ Thunder Sport 111, cái dung tích 1811 cc. Cái thương hiệu Eden tuyên bố cái chiếc Roadmaster Elite này có một cái mô men xoắn 151 Nm tại giải tour 3.000 vòng trên phút, cùng với đó là những chế độ lái Tour, Standard và Sport. Với một số lượng sản xuất giới hạn chỉ đúng 200 chiếc ở trên toàn giới, Roadmaster Elite Limited Edition 2009 được cho mất khoảng hơn 300 giờ, mất khoảng là 30 giờ làm việc thủ công để sơn và gắn cơ hiệu. Hệ thống âm thanh cho Roadmaster Elite 2009 được nâng cấp với một cái công suất là 600W đến từ hệ thống âm thanh Powerspan. Lo cũng được lắp đặt cái fairing và cốp xe yên xe, khiến em ấy trở nên là to lớn hơn so với chiếc Roadmaster tiêu chuẩn. Hệ thống cái điều khiển của Roadmaster Elite Limited Edition 2009 được tích hợp tất cả những thông tin và kết nối với điện thoại thông minh của người lái bằng Bluetooth, bao gồm điều hướng và truy cập các trạng thái xe. Những tiện ích của Roadmaster Elite Limited Edition 2009 bao gồm cái yên xe touring với hai cái lớp bọc da chính hãng, được sơn cái sự ấm riêng cho cái người lái khoảng khách phía sau. Cái tay cầm sự ấm, cái khởi động không cần chìa khóa. Tuy nhiên cái kính chắn gió bằng cái nút nhấn, hệ thống cái đèn LED chiếu sáng ngay cả ban ngày. Cái cốp xe có đủ không gian cho hai mũ hiểm là full face, tổng dung tích lên tới là 140 lít. Và giá của Eden Roadmaster Elite Limited Edition 2009 được bán ra với mức giá 37.000 USD, tương đương là khoảng là 858 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy kế tiếp nhớ like, subscribe.